Xin kính chào các bạn Giới thiệu đến các bạn chiếc đồng hồ Lancel Paris Thương hiệu gốc là ở Cộng hòa Pháp Lancel Paris thì thường sản xuất đồng hồ tại hai nơi Là Thụy Sĩ hoặc là Nhật Bản Những năm 1970 thì Lancel Paris cũng sản xuất đồng hồ tại Pháp Nhưng mà khi đó là đã ít rồi Người ta sản xuất chủ yếu tại Thụy Sĩ rồi sau này khoảng năm 1980 trở đi thì Lan Paris thường sản xuất tại Thụy Sĩ và Pháp à, và Nhật Bản là chủ yếu, còn Pháp gần như không còn. À, những đồng hồ mà sản xuất tại Thụy Sĩ sẽ là đắt nhất và sau đó đến Cộng hòa Pháp và sau đó là sản xuất à, và những, những chiếc mà đồng hồ mà sản xuất tại Nhật Bản thì giá sẽ rẻ hơn. Đấy, mình nói sơ qua là như vậy. Đây là chiếc Lan Paris được sản xuất tại Nhật Bản máy quắc và toàn thân mạ vàng 14 carat vàng 14 carat thì nó vàng nhạt hơn là vàng 18 và vàng 24 màu vàng có vẻ tươi hơn sáng hơn chúng ta nhìn một chiếc đồng hồ đồng hồ thì có mặt số trắng 3 kim và chấm chỉ hai kim và chấm chỉ giờ là mạ vàng 18 carat có số chỉ giờ là số la mã khi à, cái đường kính của đồng hồ khoảng 22,5 mm và dây là dạng móc à, gập đây thế này đồng hồ nhỏ xinh như là một chiếc lắc vậy à, toàn thân cũng như dây đồng hồ đều được mạ vàng 14 carat kính thì có phủ sapphire phía sau đồng hồ vẫn còn dưới bóng bảo vệ chiếc đồng hồ xinh xắn chính hãng và còn rất đẹp cảm ơn các bạn đã xem video